Buổi tối hôm đó, sự im lặng trong căn nhà của chúng tôi thật khác lạ. Đó là sự im lặng âm ỉ, nặng nề, như thể điều gì đó đang trực chờ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi ngồi một mình trong ánh sáng mờ nhạt của phòng khách. Ly rượu whisky gần như chưa chạm đến trên bàn trước mặt. Tâm trí tôi quay trở lại khoảnh khắc sáng hôm đó. Một khoảnh khắc đã làm tan vỡ tất cả niềm tin của tôi vào cuộc sống và hôn nhân. Điện thoại của Linh, vợ tôi, để lại trên quầy bếp. Điều này thật lạ. Cô ấy luôn giữ điện thoại bên mình, như thể đó là một phần của cô, giữ kín mọi bí mật mà tôi không được biết. Ban đầu, tôi định không đụng tới, tôn trọng sự riêng tư của cô ấy. Nhưng có một sự nghi ngờ trong lòng thôi thúc tôi mở điện thoại ra. Tôi chần chừ, cảm thấy chút đau lòng trước khi mở khóa. Và rồi, ngay trước mắt tôi là tin nhắn từ một người tên Khánh. Đơn giản chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi. Không thể chờ đợi được đến tối nay. Trái tim tôi đập mạnh với một cảm giác không thể chối cãi. Mỗi đêm muộn, mỗi cuối tuần mà cô ấy viện lý do đi chơi với bạn bè, mỗi lần cô ấy nhìn lơ đãng qua tôi, tâm trí như trôi dạt đâu đó. Tất cả bỗng nhiên trở nên có ý nghĩa. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi khi cơn giận dữ bùng lên, xen lẫn với cảm giác bất lực. Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt mép ghế. Làm sao mà chúng tôi đến được đây? Tôi tự hỏi, cay đắng nhận ra rằng tôi chẳng có câu trả lời. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc, rằng cuộc sống của chúng tôi tràn ngập tình yêu nhỏ bé, đủ để vượt qua mọi thứ. Nhưng giờ đây, đối mặt với sự thật cay đắng, tôi nhận ra mình đã tin tưởng mù quáng đến mức nào. Cả ngày hôm đó là một cơn mơ hỗn độn. Tôi đi làm, cố gắng giả vờ quan tâm đến những con số và bảng tính, gật đầu với đồng nghiệp khi họ nói về các dự án mà tôi chẳng thể để tâm. Tâm trí tôi ở nơi khác, chìm trong cuộc chiến câm lặng với ký ức về dòng tin nhắn đó. Khi trở về nhà tối hôm đó, Linh vẫn chưa về. Sự vắng mặt của cô ấy tràn ngập không gian, khiến nơi từng là tổ ấm trở nên trống trải như những bóng ma ám ảnh về hình ảnh cô ấy với người khác, nụ cười của cô ấy dành cho một ai đó khác, những lời thì thầm chia sẻ bí mật với người khác. Điều đó thật điên cuồng. Giờ trôi qua, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Tôi ngồi trong bóng tối, đợi chờ, không thể di chuyển. Khi cô ấy bước vào, trông có chút lộn xộn, đôi má hơi đỏ ửng. Cô ấy đứng khựng lại khi thấy tôi, ánh mắt lộ ra chút hoảng hốt trước khi lấy lại bình tĩnh. Em về muộn nhỉ? Tôi nói, giọng bình tĩnh một cách lạ lùng, che giấu đi những hỗn loạn trong lòng. Cô ấy quay đi, tay chải qua tóc khi đặt túi xuống. Ừ, công việc kéo dài. Tôi kiềm chế cơn thôi thúc đối chất cô ấy ngay lúc đó, ném sự thật vào mặt cô ấy và yêu cầu một lời giải thích. Thay vào đó, tôi chọn cách im lặng để sự im lặng lấp đầy khoảng không giữa chúng tôi, thách thức cô ấy tự thú nhận. Nhưng cô ấy không làm. Cô chỉ bước lên tầng, để lại tôi với sự im lặng và trái tim tan nát. Những ngày sau đó là một chuỗi dằn vặt. Tôi dành hàng giờ nhớ lại từng khoảnh khắc trong hôn nhân, tìm kiếm những dấu hiệu mà tôi đã bỏ lỡ, những manh mối về sự phản bội đã phá hủy cả thế giới của tôi. Những ký ức về những nụ cười, những giấc mơ chung, những lời hứa trong đêm yên bình. Tất cả giờ đây đều bị vấy bẩn, ăn mòn bởi sự thật đau đớn mà tôi đang đối mặt. Trong trạng thái tan nát ấy, một đêm nọ, tôi tìm thấy mình ở một quán bar, lạc lối và tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát. Tôi không có ý định tìm kiếm bất cứ điều gì, nhưng trong nỗi đau, tôi tìm thấy sự an ủi ngắn ngủi trong ánh nhìn của những người lạ. Đó là nơi tôi gặp một nhóm phụ nữ trẻ, cười nói và tự do theo cách mà tôi đã lâu không còn cảm nhận. Một trong số họ thu hút ánh nhìn của tôi, một sự quan tâm chớm nở giữa chúng tôi. Tôi biết điều đó là sai, là phản ứng từ nỗi đau và sự tức giận, nhưng tôi để mặc nó xảy ra. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và trong một khoảnh khắc, tôi quên đi nỗi đau đang giày vò tôi. Nhưng khi đêm trôi qua và mọi thứ trở nên cuồng nhiệt, tôi thấy mình cuốn vào một đam mê trống rỗng nhưng mãnh liệt. Đó là một sai lầm, nhưng trong màn sương mù của cơn giận và sự phản bội, nó dường như là một dạng công lý vặn vẹo. Một cách để nắm lấy quyền kiểm soát trong một thế giới mà mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay tôi. Tuy nhiên, thực tại nhanh chóng trở lại. Mối tình vụng trộm ấy chỉ thoáng qua, một sự thay thế nghèo nàn cho tình yêu mà tôi đã từng tin tưởng. Và khi nằm một mình sau đó, nhìn lên trần nhà, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng, một sự trống rỗng dường như trải dài vô tận. Tôi biết rằng sự trả thù sẽ không thể chữa lành vết thương cô ấy đã gây ra, cũng như không thể xóa bỏ nỗi ân hận giờ đây đã đè nặng lên trái tim tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi dần tạo khoảng cách với người phụ nữ ở quán bar. Tôi không muốn hoàn toàn đánh mất mình trong vòng xoáy phản bội đã bắt đầu đẩy cuộc đời tôi đi chệch hướng. Và trong tâm trí tôi nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ, tôi có thể cứu vãn những gì còn lại của cuộc hôn nhân này, đối mặt với Linh và cố gắng xây dựng lại niềm tin mà chúng tôi từng có. Nhưng khi cuối cùng tôi đối diện với cô ấy, trái tim trần trụi, mong chờ một chút hiểu biết và cơ hội được chuộc lỗi, cô ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Không có lời xin lỗi nào trong mắt cô ấy, không chút hối hận, chỉ có sự quyết tâm mà tôi chưa từng thấy ở cô trước đây. Em không thể tiếp tục thế này được, cô nói đơn giản, những lời nói như lưỡi dao đâm vào tôi. Chúng ta đã đưa ra lựa chọn của mình và giờ đã quá muộn để quay lại. Với những lời đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn tan vỡ. Cô ấy rời đi, mang theo tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng, để lại tôi một mình, gánh chịu những mảnh vỡ. Thủ tục ly hôn diễn ra lạnh lùng, cắt đứt mọi thứ như lưỡi dao sắc bén của bác sĩ phẫu thuật, chia rẽ sạch sẽ những tàn dư của cuộc sống mà chúng tôi từng có với nhau. Mỗi lần gặp nhau trong văn phòng luật sư, tôi cảm thấy như chúng tôi chẳng còn gì thuộc về nhau nữa. Chỉ là hai người xa lạ ngồi đối diện, chia tài sản và kỷ niệm như những món đồ vô giá trị trên một danh sách kiểm tra. Linh rất xa cách, giữ cảm xúc trong lòng, và luật sư của cô ấy thì chẳng chừa lại một chút nào. Giống như người phụ nữ tôi từng yêu, từng tin tưởng và chia sẻ những giấc mơ đã biến mất, chỉ còn lại một người xa lạ. Mỗi cuộc gặp gỡ trở thành một cuộc đấu tranh câm lặng, trái tim tôi càng vỡ vụn theo từng lần như thế. Tôi cảm thấy như mình là kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc đời của mình, chứng kiến bất lực khi nền móng của tất cả những gì tôi tin tưởng tan thành cát bụi. Sau khi ký xong giấy tờ cuối cùng, tôi đứng bên ngoài tòa án, cầm trên tay một xấp tài liệu pháp lý, giờ đây đại diện cho đống đổ nát của cuộc hôn nhân. Cảm giác mất mát không thể diễn tả được. Một nỗi đau trống rỗng ngự trị trong lòng. Một lời nhắc nhở không ngừng về tất cả những gì tôi đã đánh mất. Ngày qua ngày, sự cô đơn trở thành người bạn đồng hành thường trực. Tôi trở về một căn nhà trống trải, im lặng đến ngột ngạt. Như thể chính những bức tường cũng nhớ về cuộc sống mà chúng tôi từng chia sẻ, gợi lại tiếng cười, lời hứa thì thầm và những khoảnh khắc thân mật. Mỗi góc phòng là một sự nhắc nhở về những gì từng tồn tại. Một tình yêu dường như bền chặt, giờ đây chỉ còn là ký ức đau đớn. Một buổi tối, trong nỗ lực trốn tránh những ký ức, tôi đi lái xe lang thang qua những con đường vắng vẻ, ánh đèn thành phố nhòe đi khi tôi phóng nhanh qua các ngã rẽ. Cảm giác lái xe vô định như một liều thuốc, tiếng động cơ ổn định giúp tôi quên đi những âm thanh hỗn loạn trong đầu. Không biết bằng cách nào, tôi lại lái xe đến quán bar nơi tôi đã gặp người phụ nữ xa lạ lần trước. Lần này, tôi không tìm kiếm sự an ủi hay trả thù. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm cách làm tê liệt nỗi đau, mất mình đi trong chốc lát. Tôi ngồi ở quầy bar, nhấm nháp ly rượu, đắm mình trong những suy nghĩ rối bời. Người pha chế, một người đàn ông lớn tuổi với ánh nhìn cảm thông, dường như cảm nhận được nỗi dằn vặt tôi mang theo. Ông ta không nói gì nhiều, chỉ gật đầu thông cảm và rót đầy ly khi thấy tôi uống cạn. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy có ai đó thấu hiểu, dù chẳng hề biết rõ chi tiết câu chuyện của tôi. Một lúc sau, một người phụ nữ tên Lan ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy trông hiền lành, nụ cười nhẹ và ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu kín. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Lúc đầu là những câu nói xã giao, nhưng dần dần, qua đêm dài, chúng tôi bắt đầu chia sẻ về cuộc sống, quá khứ và những nỗi đau. Lan cũng mới ly hôn và mang trong mình những vết thương lòng như tôi. Giữa chúng tôi có một sự an ủi nhẹ nhàng, một cảm giác thấu hiểu chỉ những người từng yêu và từng mất mát mới thực sự hiểu được. Lạ thật nhỉ, cô ấy nói, quay ly rượu trong tay. Chúng ta cứ nghĩ rằng tình yêu là đủ, rằng nếu yêu ai đó đủ nhiều, mọi thứ khác sẽ tự khắc ổn thỏa. Nhưng đôi khi, tình yêu không phải lúc nào cũng đủ. Lời nói của cô ấy vang vọng trong tâm trí tôi, phản ánh những suy nghĩ, những ân hận của riêng tôi. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, mỗi người chìm vào ký ức riêng, trước khi cô ấy đặt nhẹ tay lên tay tôi. Dù anh đang trải qua chuyện gì, cô ấy nói khẽ, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi hứa đấy, sẽ đau một thời gian, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được cách sống chung với nó. Những lời của cô ấy theo tôi về nhà đêm đó, một chút hy vọng giữa bầu trời tối tăm đã bao trùm cuộc đời tôi. Cô ấy nói đúng, cho dù vết thương có sâu đến đâu,
thời gian sẽ làm mờ nó. Tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi ngày ấy đến. Trong những tuần tiếp theo, tôi vùi đầu vào công việc, hy vọng chôn vùi ký ức dưới hàng đống giấy tờ và hạn chót. Đó là một sự giải thoát tạm thời, nhưng ít nhất nó giữ cho tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi trở nên xa cách, cô độc hơn, và những người bạn thân đã từng là nơi tôi chia sẻ nỗi niềm dần dần xa rời, không biết cách nào để đến gần tôi trong nỗi đau. Một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn từ Lan. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại tối hôm đó, hứa hẹn giữ liên lạc, dù tôi không mong đợi cô ấy sẽ thực sự nhắn tin. Cô ấy mời tôi đi uống cà phê và tôi đồng ý, hơn là do cần sự đồng hành hơn bất cứ thứ gì khác. Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ gần văn phòng của tôi, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy có điều gì đó khác ngoài sự cô đơn. Lan là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống có thể tiếp tục, rằng có thể xây dựng lại sau khi mọi thứ đã tan vỡ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi tự nhiên, không có gánh nặng của kỳ vọng hay sự phán xét. Cô ấy hiểu sự im lặng của tôi, sự lưỡng lự của tôi và tôn trọng không gian tôi cần để lành lại. Khi chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, một tình bạn bắt đầu nảy nở. Cô ấy trở thành một nguồn an ủi, một lời nhắc nhở rằng tôi không hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến của mình. Tuy nhiên, dù mối quan hệ của chúng tôi ngày càng sâu đậm, tôi vẫn cảm thấy mình không thể vượt qua hoàn toàn, bị ám ảnh bởi hình bóng của một tình yêu đã phản bội. Một buổi tối mưa, khi chúng tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm những giọt mưa đua nhau trên kính, Lan quay sang tôi với nụ cười nhẹ. Anh không cần phải một mình gánh chịu tất cả đâu, cô ấy nói, giọng nói gần như thì thầm. Dựa vào người khác cũng không sao. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn tin cô ấy, muốn buông bỏ gánh nặng mà tôi đã mang theo. Nhưng vết thương vẫn còn mới và những vết sẹo chưa lành hẳn. Tôi chưa sẵn sàng mở lòng, không khi trái tim tôi vẫn còn đắm chìm trong ký ức về một tình yêu đã từng phản bội tôi. Tôi rất trân trọng điều đó, tôi đáp, giọng điệu bình tĩnh nhưng xa cách. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ cần tìm đường đi riêng của mình. Cô ấy gật đầu, thấu hiểu và không hỏi thêm gì nữa. Tình bạn của chúng tôi vẫn tiếp tục, nhẹ nhàng và yên bình, là một lời nhắc nhở rằng quá trình lành vết thương không phải là đích đến, mà là một hành trình. Tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi có thể mở lòng lần nữa, nhưng bây giờ, cô độc vẫn là nơi duy nhất tôi tìm thấy an yên. Những ngày tiếp nối nhau một cách nhạt nhòa và tôi dần ổn định vào một nhịp điệu mới, tuy trống trải nhưng mang lại cảm giác quen thuộc. Cuộc sống của tôi giờ đây chỉ còn là một vỏ bọc của những gì từng tồn tại, giản dị, cô độc. Chỉ còn lại những điều thiết yếu. Công việc, về nhà, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Lan, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để tồn tại. Một nỗ lực chậm rãi nhằm xây dựng lại một chút cảm giác bình thường. Nhưng dù tôi có cố gắng tiếp tục tiến về phía trước, những ký ức vẫn ở đó. Chúng ám ảnh giấc ngủ của tôi, len lỏi vào những giấc mơ với sự ấm áp ngọt ngào. Chỉ để rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo và cô độc. Mỗi khi nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc trên đường phố, hoặc một gia đình đang chia sẻ bữa ăn yên bình trong nhà hàng, nó lại nhắc nhở tôi về những gì tôi đã đánh mất, về tương lai từng có vẻ chắc chắn mà giờ đây đã tan vỡ. Một đêm nọ, khi tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, một ý nghĩ tuyệt vọng nảy ra trong đầu. Tôi cần một sự thay đổi, một chút thoát ly khỏi vòng lặp vô tận của tiếc nuối và cô độc. Ở lại cùng những ký ức cũ, trong không gian quen thuộc này, đang bóp nghẹt tôi. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải trốn thoát, rời xa những tàn tích của cuộc đời cũ dù chỉ là một thời gian ngắn. Sáng hôm sau, tôi đặt một cabin trên núi, xa khỏi tiếng ồn và những phiền nhiễu của thành phố. Đó là một nơi nhỏ bé, yên tĩnh, ẩn mình giữa thiên nhiên, lý tưởng để làm trong sạch tâm hồn. Tôi thu dọn đồ đạc gọn nhẹ, chỉ mang theo những thứ cần thiết và vài quyển sách, hy vọng sự cô độc và vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ giúp tôi tìm thấy một chút bình yên. Khi đến cabin, tôi ngỡ ngàng trước sự tĩnh lặng. Đó là một sự yên bình sâu sắc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lá xào xạc hay tiếng chim kêu từ xa. Tôi hít một hơi sâu để không khí trong lành của núi rừng lấp đầy phổi. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy chút bình yên. Những ngày ở đó trôi qua chậm rãi, mỗi ngày như hòa quyện vào nhau. Tôi dành buổi sáng để đi bộ trong rừng, lạc trong nhịp điệu đều đều của những bước chân. Chiều đến, tôi đọc sách trên hiên nhà, ánh nắng ấm áp trở thành người bạn đồng hành. Và vào ban đêm, tôi ngồi bên lò sưởi, lắng nghe tiếng lửa nổ tí tách
để những ký ức và sự tiếc nuối tràn ngập trong bóng tối yên tĩnh. Một buổi tối, khi tôi ngồi ngoài hiên ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, điện thoại tôi bỗng rung lên. Đó là tin nhắn từ Lan, hỏi thăm xem tôi có khỏe không. Cô ấy đã trở thành người bạn âm thầm, luôn ở đó khi tôi cần, nhưng không bao giờ xâm phạm hay áp đặt. Tình bạn của cô ấy là một sợi dây cứu sinh, nhắc nhở tôi rằng tôi không hoàn toàn đơn độc. Tôi do dự, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Tôi muốn nói với cô ấy tất cả, mở lòng và chia sẻ, nhưng một phần của tôi lại ngăn cản. Giữa chúng tôi vẫn còn một bức tường, một rào cản mà tôi không thể vượt qua. Thay vào đó, tôi gửi một tin nhắn ngắn gọn, cam đoan rằng tôi ổn và sẽ sớm trở về. Nhưng khi tôi đặt điện thoại xuống, một cảm giác tội lỗi tràn ngập. Lan đã không ngừng quan tâm, thấu hiểu và luôn ở bên cạnh tôi. Vậy mà tôi lại giữ khoảng cách, không dám để cô ấy thấy phần tối tăm trong con người mình. Điều này thật không công bằng với cô ấy và cũng không công bằng với chính tôi. Sáng hôm sau, khi đang đi bộ trên một con đường mòn quanh co, tôi tình cờ bắt gặp một khoảng đất trống nhìn ra thung lũng bên dưới. Cảnh vật đẹp đẽ đến nghẹt thở. Một bầu trời xanh vô tận trải dài đến chân trời. Núi non vững chãi hiện lên sừng sững dưới bầu trời. Tôi ngồi xuống một thân cây đổ, để vẻ đẹp của khung cảnh lan tỏa trong lòng. Và trong giây phút ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó bên trong mình thay đổi. Tôi nhận ra rằng mình đã bám víu vào quá khứ, níu giữ nỗi đau và sự phản bội như một tấm ván cứu sinh. Như thể buông bỏ chúng nghĩa là mất đi tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời cũ. Nhưng tại đây, giữa vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên, tôi bắt đầu hiểu rằng chữa lành không phải là quên lãng. Đó là chấp nhận nỗi đau để nó định hình mình, nhưng không để nó chi phối mình. Với sự thấu hiểu này, tôi cảm thấy một gánh nặng rơi khỏi vai. Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho Linh, chưa, nhưng tôi cảm thấy sự chấp nhận bắt đầu nảy mầm trong tim. Đó là một cảm giác yếu ớt nhưng có thật, một tia hy vọng giữa màn đêm tối tăm. Khi trở về cabin vào buổi tối, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một sợi dây vô hình đã bị đứt. Tôi ngồi bên lò sưởi, nhìn chăm chú vào ngọn lửa và cho phép mình nhớ về Linh mà không cảm giác cay đắng hay giận dữ. Tôi nhớ về những khoảnh khắc đẹp đẽ, tiếng cười, những phút giây hạnh phúc chia sẻ cùng nhau. Chúng là những ký ức tôi đã chôn giấu dưới nỗi đau của sự phản bội. Nhưng giờ đây, trong ánh sáng êm dịu của ngọn lửa, chúng dần hiện lên, mang lại cảm giác ấm áp, xen lẫn xót xa. Tôi nhận ra rằng Linh sẽ luôn là một phần trong cuộc đời tôi, rằng sự vắng mặt của cô ấy đã để lại một khoảng trống không ai có thể lấp đầy. Nhưng tôi cũng hiểu rằng ôm giữ nỗi đau sẽ không mang cô ấy trở lại, sẽ không thay đổi quá khứ. Tất cả những gì tôi có thể làm là học hỏi từ nó, để nó dẫn dắt tôi trên con đường phía trước. Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc và rời khỏi cabin. Cảm nhận một sự khép lại mà tôi đã không cảm nhận được trong nhiều tháng qua. Khi lái xe trở về thành phố, tôi thầm hứa với bản thân sẽ buông bỏ giận dữ, đón nhận những bất định của tương lai và mở lòng cho khả năng chữa lành. Khi trở về, tôi gọi cho Lan trước tiên. Tôi mời cô ấy đi uống cà phê. Và khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong một quán cà phê yên tĩnh, tôi kể cho cô ấy nghe về thời gian tôi ở trên núi, về sự bình yên tôi đã tìm thấy và nhận ra rằng tôi không thể đối diện tương lai một mình. Cô ấy lắng nghe, ánh mắt ấm áp và thấu hiểu. Và khi tôi kết thúc, cô ấy đưa tay nắm lấy tay tôi. Anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy, cô ấy nói nhẹ nhàng. Và anh không cần phải một mình vượt qua tất cả. Em sẽ ở đây, bất cứ khi nào anh sẵn sàng. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Đó chưa phải là tình yêu, nhưng là một khởi đầu, một bước đi dè dặt về phía tương lai lần đầu tiên không cảm thấy trống rỗng. Trường Bú, vượt qua ranh giới cấm. Cuộc sống dần trở lại vẻ bình thường. Tôi tiếp tục với nhịp điệu hàng ngày, lần này với một sự bình yên mới. Tôi không còn thức dậy với cảm giác lo lắng hay những bóng ma ám ảnh mình. Tôi tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Cốc cà phê buổi sáng, ánh nắng ấm áp qua cửa sổ, âm thanh quen thuộc của thành phố khi nó bắt đầu một ngày mới. Lan và tôi tiếp tục gặp gỡ thường xuyên, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng sâu sắc theo thời gian. Cô ấy trở thành người bạn tâm giao của tôi, nơi tôi tìm thấy sự an ủi, là người duy nhất hiểu rõ những điều tôi đang trải qua mà không phán xét. Khi tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó, thì giữa chúng tôi xuất hiện một sự thu hút không thể phủ nhận. Ban đầu, chỉ là những ánh mắt thoáng qua, một cái chạm tay giữ lâu hơn bình thường.
Nhưng càng dành thời gian bên nhau, ranh giới giữa tình bạn và một điều gì đó sâu sắc hơn dần mờ nhạt. Chúng tôi là hai tâm hồn tổn thương tìm thấy sự an ủi trong nhau và có một cảm giác ấm áp đặc biệt trong sự gần gũi ấy. Một sự ấm áp mà tôi đã lâu không còn cảm nhận được. Một buổi tối sau khi chia sẻ những câu chuyện dài về quá khứ, hy vọng và những vết thương lòng, tôi và Lan cùng ngồi trong không gian yên tĩnh của căn hộ của cô ấy. Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng khuôn mặt cô, tôn lên ánh mắt ấm áp của Lan. Tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng giữa chúng tôi, không nói ra nhưng rất rõ ràng, tồn tại trong khoảng lặng kéo dài sau những lời nói. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng như đang chờ đợi một quyết định. Tim tôi đập thình thịch, răng xé giữa khao khát gần gũi và nỗi sợ vượt qua ranh giới, không thể quay lại. Một phần trong tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng, rằng vết thương chưa lành hẳn để mở lòng với ai khác. Nhưng một phần khác, một phần sâu thẳm và mãnh liệt hơn, lại khao khát sự gắn kết, sự ấm áp và cơ hội được cảm thấy sống động lần nữa. Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má cô, và trong khoảnh khắc đó, mọi lưỡng lự tan biến. Môi chúng tôi chạm nhau, ban đầu nhẹ nhàng, rồi trở nên say đắm khi mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu dồn vào trong khoảnh khắc đó. Đó là một nụ hôn của khát khao, của nhu cầu, của một lời hứa thầm lặng rằng, bất chấp những nỗi đau trong quá khứ, chúng tôi sẵn sàng cùng nhau bước tiếp về phía trước. Nhưng khi đêm dần tàn, một tia nghi ngờ len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi ngừng lại, hơi thở gấp gáp, trái tim giằng xé giữa cảm giác tội lỗi và khao khát. Anh xin lỗi, tôi thì thầm. Bước lùi lại, cảm thấy sức nặng của quá khứ đè nặng lên mình. Anh không biết liệu mình đã sẵn sàng cho chúng ta. Lan gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa chút thất vọng. Em hiểu, chúng ta đều đã trải qua rất nhiều chuyện, chúng ta không cần phải vội vàng. Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa hối tiếc, như thể mình vừa bỏ lỡ điều gì đó quý giá. Chúng tôi ngồi yên lặng với một sự căng thẳng không nói ra, và tôi biết rằng ranh giới chúng tôi đã vượt qua, không thể quay trở lại. Những ngày tiếp theo thật gượng gạo, đầy căng thẳng giữa những điều chúng tôi chưa dám nói ra. Chúng tôi tiếp tục gặp gỡ, nhưng các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đầy lưỡng lự bị ảnh hưởng bởi đêm mà chúng tôi đã chia sẻ. Tôi có thể cảm nhận cô ấy dè dặt, sự ấm áp bởi nỗi sợ đi quá xa. Một buổi tối, sau bữa ăn tối đầy im lặng, Lan cuối cùng cũng nói ra điều mà cả hai chúng tôi đều đã suy nghĩ từ lâu. Em biết mọi chuyện đã trở nên lạ lẫm giữa chúng ta từ sau đêm đó. Cô ấy nói, giọng khẽ nhưng chứa đựng nỗi buồn. Em không muốn mất đi những gì chúng ta đã có, nhưng em cũng không muốn giả vờ rằng em không quan tâm đến anh, rằng em không muốn có một điều gì đó sâu sắc hơn. Sự thành thật của cô ấy khiến tôi bất ngờ, và trong giây phút đó, tôi không biết nên phản ứng ra sao. Trái tim tôi giằng xé, một mớ cảm xúc mà tôi không thể hoàn toàn hiểu rõ. Tôi quan tâm đến cô ấy rất nhiều, nhưng những vết thương mà Kelly đã để lại vẫn còn tươi mới, đầy đau đớn, và tôi không biết liệu mình có thể mở lòng lần nữa. Anh cũng quan tâm đến em, Lan, tôi nói, giọng thì thầm. Nhưng anh sợ, sợ bị tổn thương lần nữa, sợ sẽ làm em đau. Cô ấy gật đầu, ánh mắt chứa đựng một sự cảm thông khiến tôi cảm thấy ấm áp. Chúng ta không cần quyết định ngay bây giờ, cô nói. Em sẽ ở đây, bất cứ khi nào anh sẵn sàng. Lời nói của cô ấy vừa là sự an ủi, vừa là một thách thức, nhắc nhở tôi rằng trong quá trình chữa lành, tôi không cần phải bước đi một mình. Và mặc dù sự dịu dàng của cô ấy là một sự an ủi, một phần trong tôi vẫn giữ lại, bị ám ảnh bởi ký ức về một tình yêu đã từng phản bội. Những tuần tiếp theo là một cuộc khiêu vũ tinh tế, mỗi chúng tôi đều cố gắng giữ thăng bằng, không muốn làm mất đi sự hòa hợp mong manh giữa tình bạn và một điều gì đó nhiều hơn. Đó là khoảng thời gian của sự phản tỉnh lặng lẽ, của việc học cách tin tưởng lần nữa, không chỉ vào Lan mà còn vào khả năng có thể hạnh phúc một lần nữa sau những tổn thương. Chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau, trò chuyện, chia sẻ cuộc sống của mình, và dần dần, sự căng thẳng giữa chúng tôi dần mờ đi, được thay thế bởi một mối quan hệ sâu sắc và bền vững hơn. Tôi bắt đầu nhìn thấy Lan không chỉ là sự thay thế cho những gì tôi đã mất, mà là một người bạn đồng hành thực sự. Ai đó có thể đứng bên cạnh tôi mà không làm lu mờ quá khứ hay yêu cầu tôi phải quên đi nó. Và dù con đường phía trước còn đầy bất định, tôi cảm thấy một hy vọng mới, một niềm tin thầm lặng rằng có lẽ, chỉ có lẽ tôi có thể xây dựng lại một điều gì đó đẹp đẽ, dù cho tình yêu đã từng khiến tôi đau đớn thế nào.
Nhưng khi những tuần dần trôi qua và tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu sắc, tôi biết rằng tôi không thể cứ mãi trốn tránh cảm xúc của mình. Tôi phải đưa ra một quyết định. Hoặc là chấp nhận khả năng yêu thương với Lan, hoặc là để cô ấy đi, để cô ấy tìm thấy một người có thể mang lại hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được. Một buổi tối thu, khi chúng tôi đi dạo dọc bờ sông, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh trên bầu trời tối dần, tôi nắm lấy tay cô, cảm thấy một sự bình yên mà bấy lâu nay tôi không thể có. Lan, tôi bắt đầu, giọng nhẹ nhàng và đầy quyết tâm. Anh không biết tương lai sẽ mang đến điều gì, nhưng anh muốn cùng em đối mặt với nó. Anh sẵn sàng thử, sẵn sàng buông bỏ quá khứ và xây dựng một điều gì đó mới. Nếu em đồng ý. Cô nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước với niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi bóng tối. Chúng tôi đã vượt qua những ranh giới cấm, đi qua những ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu. Và giờ đây, chúng tôi đứng bên nhau mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách phía trước. Mùa thu nhẹ nhàng đến, mang theo cảm giác trong lành và mới mẻ. Lan và tôi ngày càng gần gũi, mỗi ngày trôi qua như mang đến một bước tiến nhỏ trong cuộc hành trình cùng nhau. Mối quan hệ giữa chúng tôi giờ đây không còn một cuộc đấu tranh giữa những ranh giới mơ hồ. Đó là một điều gì đó sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn, đi và quan trọng nhất là một tình cảm vững vàng, có thể chịu được thử thách của thời gian. Với Lan, cuộc sống bắt đầu trở nên dễ chịu hơn. Chúng tôi xây dựng những kỷ niệm mới, cùng nhau tạo ra những thói quen nhỏ mà trở thành nền tảng của mối quan hệ. Có một sự tin tưởng dần hình thành, một mối liên kết mong manh nhưng mạnh mẽ mang đến cho tôi hy vọng rằng dù đã trải qua những đau đớn, tôi vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, dù cảm nhận được sự bình yên, vẫn có một phần trong tôi chưa hoàn toàn yên ổn. Một tiếng vọng từ quá khứ kéo tôi về với những hối tiếc còn dang dở. Đó là những ký ức về Kelly, về những gì tôi đã từng có và về những quyết định tôi từng đưa ra, những quyết định đã dẫn đến sự tan vỡ của mọi thứ. Một buổi tối nọ, khi tôi nằm chằng chọc trên giường, Lan nằm bên cạnh, ngủ say với vẻ bình yên. Tâm trí tôi trôi về quá khứ, về những khoảnh khắc mà tôi đã cố tình chôn vùi. Tôi nhận ra rằng, dù đã nỗ lực để tiến về phía trước, một phần trong tôi vẫn giữ lại nỗi đau từ cuộc hôn nhân tan vỡ, vẫn chưa hoàn toàn đối diện với sự giận dữ và tổn thương mà Kelly đã để lại. Sáng hôm sau, tôi quyết định rằng mình cần phải đối mặt với quá khứ, không chỉ vì bản thân mà còn vì tương lai mà tôi mong muốn xây dựng cùng Lan. Tôi không thể bước tiếp khi những vết thương cũ vẫn còn rỉ máu. Điều đó có nghĩa là tôi phải trở lại nơi mà tôi từng gọi là nhà, căn nhà mà Kelly và tôi đã chia sẻ, nơi tôi chưa bao giờ quay lại kể từ ngày ly hôn. Khi tôi đến căn nhà đó, ký ức tràn về, lấp đầy tôi với những cảm xúc đan xen giữa nỗi buồn và tiếc nuối. Bên ngoài ngôi nhà vẫn như xưa, nhưng tôi biết rằng tất cả mọi thứ bên trong đã thay đổi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững lòng mình, rồi bước vào, chào đón mình là mùi bụi bám và sự im lặng của một cuộc sống không còn thuộc về mình. Tôi đi chậm chậm qua từng căn phòng, những ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt quen thuộc, nhớ lại từng khoảnh khắc đã định hình cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tiếng cười, những cuộc cãi vã, những lời hứa thì thầm trong bóng tối. Tất cả vẫn còn đây, lẩn khuất trong từng ngóc ngách của căn nhà, trong sự im lặng bao trùm không gian trống rỗng. Cuối cùng, tôi đến phòng ngủ, nơi mà tôi đã phát hiện ra sự thật đau lòng, nơi mà những sợi dây liên kết đã bị cắt đứt, để lại không gì ngoài những lời hứa vỡ tan. Tôi ngồi xuống cạnh mép giường, cảm nhận sức nặng của quá khứ đè lên vai, một nỗi đau ngọt ngào và cay đắng tràn ngập trong tim. Lần đầu tiên, tôi cho phép mình cảm nhận trọn vẹn nỗi đau, sự giận dữ và cả những hối tiếc đã kiềm nén bấy lâu. Tôi buông xuôi để những cảm xúc đó cuốn lấy mình, không còn cố gắng trốn tránh hay đè nén chúng. Và khi tôi ngồi đó, trong sự yên tĩnh trống rỗng của căn phòng, tôi cảm thấy có điều gì đó thay đổi bên trong. Một sự giải thoát, một sự buông bỏ. Tôi nhận ra rằng mình không cần phải mang theo nỗi đau này mãi mãi. Nó là một phần của câu chuyện của tôi. Một chương đã định hình con người tôi, nhưng nó không cần phải định nghĩa tương lai của tôi. Tôi có thể để nó lại đây, ở nơi nó thuộc về, và tiến về phía trước với trái tim nhẹ nhàng hơn. Khi tôi trở lại bên Lan, tôi cảm thấy như mình vừa cởi bỏ được một gánh nặng. Cô ấy nhìn tôi, dường như nhận thấy sự thay đổi. Đôi mắt chứa đựng sự thấu hiểu dịu dàng.
cô ấy không hỏi gì nhiều, không yêu cầu tôi kể lại những gì đã xảy ra. Cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như một lời nhắc nhở rằng tôi không hề đơn độc. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình đã sẵn sàng yêu thương cô ấy một cách trọn vẹn, không còn bóng dáng của quá khứ lảng vảng giữa chúng tôi. Tôi đã sẵn sàng xây dựng một cuộc đời cùng cô ấy, đón nhận sự bất định của tương lai với một trái tim rộng mở. Những tuần sau đó, cuộc sống tràn ngập những khởi đầu mới. Lan và tôi đã tiến thêm nhiều bước mà trước đây chỉ là giấc mơ, xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự thành thật, thấu hiểu và lòng trân trọng. Chúng tôi không vội vã, thay vào đó, chúng tôi để tình cảm phát triển một cách tự nhiên, tận hưởng từng khoảnh khắc, từng ký ức mới. Khi mùa đông tới gần, tôi thấy mình suy ngẫm về hành trình đã dẫn tôi đến đây. Những đau khổ, những sai lầm, những lần thay đổi. Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là sự hoàn hảo hay những lời hứa không bao giờ bị phá vỡ. Tình yêu là sự kiên cường, sự tha thứ và lòng quyết tâm tiếp tục cố gắng, ngay cả khi mọi thứ tưởng chừng như đã mất. Một buổi tối, khi Lan và tôi ngồi bên lò sưởi, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi bên ngoài, tôi nắm lấy tay cô, cảm nhận một làn sóng biết ơn vì cơ hội thứ hai mà cuộc đời đã ban tặng. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi không còn sợ hãi. Tôi đã học cách buông bỏ, trân trọng vẻ đẹp của hiện tại và tin tưởng vào hành trình phía trước. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy thực sự bình yên. Mùa đông tràn ngập khắp thành phố, phủ lên mọi thứ một lớp tuyết trắng yên bình. Kỳ nghỉ lễ đến gần, mang theo không khí ấm áp của những buổi tụ họp gia đình, những bữa tiệc thân mật và sự gần gũi của những khoảnh khắc chia sẻ. Nhưng dù mọi người xung quanh dường như đang đắm chìm trong niềm vui, tôi vẫn cảm nhận được một sự bất an trong lòng, một cảm giác rằng có điều gì đó chưa hoàn toàn được khép lại. Lan nhận ra sự thay đổi trong tôi. Với sự nhạy cảm của mình, cô ấy dễ dàng nhận thấy những biến đổi nhỏ trong tâm trạng của tôi. Mặc dù chúng tôi ngày càng gắn bó, cô ấy cũng biết có điều gì đó chưa được nói ra. Một buổi tối khi chúng tôi đang trang trí cây thông Noel nhỏ trong căn hộ của cô ấy, Lan dừng lại, đặt tay nhẹ lên cánh tay tôi. Có điều gì anh cần nói ra không? Có phải vẫn còn điều gì đó anh chưa buông bỏ được? Câu hỏi của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng như khoan sâu vào lòng tôi. Tôi muốn trấn an cô ấy rằng mọi thứ đều ổn, rằng quá khứ không còn là gánh nặng nữa. Nhưng tôi biết rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Có một người mà tôi chưa từng gặp lại kể từ sau cuộc ly hôn, đó là mẹ của Kelly, bà Mai. Bà đã từng là người mẹ thứ hai của tôi trong suốt những năm tháng hôn nhân, luôn coi tôi là một phần của gia đình. Tôi đã né tránh việc gặp lại bà, sợ rằng bà có thể ôm lòng trách móc hoặc giận dữ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt thấu hiểu của Lan, tôi biết mình cần sự khép lại. Tôi không thể để vết thương ấy tồn tại mãi. Nếu muốn xây dựng tương lai cùng Lan, tôi phải đối mặt với quá khứ một lần cuối cùng. Sáng hôm sau, tôi lấy hết can đảm đến thăm bà Mai. Đường phố ngập trong tuyết trắng, khung cảnh bên ngoài yên tĩnh và lặng lẽ, như thể tất cả đang nín thở chờ đợi. Tôi cảm nhận được sự lưỡng lự trong từng bước chân khi tiến đến cửa. Tim tôi đập mạnh với sự bất định về điều gì đang chờ đợi. Khi bà mở cửa, tôi nhìn thấy bà trông già hơn, mái tóc bạc đi nhiều và khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn chứa đầy sự buồn bã. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy điều gì đó thoáng qua trong mắt bà, sự ngạc nhiên, có thể là một chút trách móc. Nhưng rồi, ánh mắt bà dịu lại và bà bước sang một bên, mời tôi vào nhà. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, sự im lặng giữa hai người nặng nề với những điều chưa nói ra. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm sao để giải thích tất cả những cảm giác mà tôi đã trải qua. Cuối cùng, bà Mai là người phá vỡ sự im lặng. Giọng bà bình tĩnh, nhưng đượm buồn. Mẹ cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Mẹ muốn liên lạc với con, nhưng không biết liệu con có muốn gặp mẹ không. Tôi hít một hơi thật sâu, những lời nói ra chậm rãi, do dự. Con xin lỗi vì đã tránh mặt mẹ. Sau tất cả những gì đã xảy ra, con không biết phải đối diện thế nào. Con sợ rằng mẹ có thể trách con, cho rằng con là nguyên nhân khiến Kelly, khiến mọi thứ đổ vỡ. Bà lắc đầu, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu lắng. Không có gì để trách con cả. Kelly đã đưa ra lựa chọn của mình, và con cũng vậy. Mẹ đã yêu thương cả hai đứa, và khi mất con, cũng như mất đi một phần gia đình. Lời nói của bà chạm đến sâu trong lòng tôi, nhắc nhở tôi về tình yêu từng tồn tại, một sự gắn bó đã bị tan vỡ bởi những lựa chọn mà chúng tôi đều đã đưa ra.
tôi cảm thấy một cơn sóng hối tiếc không chỉ với Kelly mà với cả gia đình mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng, những người đã yêu thương chúng tôi và bị ảnh hưởng bởi những quyết định của chúng tôi. Con đến đây vì muốn nói lời tạm biệt, tôi nói nhỏ, giọng nói khẽ khàng như một lời thì thầm. Con cần sự khép lại không chỉ với Kelly mà với tất cả những gì đã xảy ra. Con muốn mẹ biết rằng, dù cho mọi chuyện đã diễn ra thế nào, con vẫn yêu Kelly. Dù đã có những sai lầm, nhưng tình yêu đó là thật. Bà Mai nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Mẹ biết con yêu nó, và mẹ biết nó cũng từng yêu con. Đôi khi, tình yêu không thể chữa lành những thứ đã vỡ nát, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không từng tồn tại. Những lời của bà đơn giản nhưng sâu sắc, mang đến cho tôi cảm giác bình yên mà bấy lâu nay tôi không nhận ra mình cần. Chúng tôi ngồi im lặng, hai người cùng chia sẻ một phần quá khứ, cùng nói lời tạm biệt với những giấc mơ và tình yêu đã từng kết nối chúng tôi. Khi tôi rời khỏi nhà bà Mai, một cảm giác dứt khoát tràn ngập trong lòng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng mà tôi mang theo suốt bao năm nay đã được trút bỏ. Quá khứ giờ đây không còn là một bóng ma đeo bám. Nó chỉ là một phần của câu chuyện. Một chương đã định hình con người tôi, nhưng không còn ảnh hưởng đến bước tiến phía trước. Khi trở về bên Lan, tôi cảm thấy một sự quyết tâm yên bình, sẵn sàng đón nhận cuộc sống mà chúng tôi đang xây dựng. Không còn sự lảng vảng của quá khứ làm phiền. Mùa lễ vẫn tiếp tục, và Lan cùng tôi đón Giáng sinh bên nhau. Những khoảnh khắc ấm áp nhỏ bé giờ đây trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng tôi trao đổi những món quà, chia sẻ những câu chuyện bên lò sưởi và mơ về tương lai chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi, một cảm giác rằng tôi đang ở chính xác nơi mà mình thuộc về. Khi năm mới đến gần, Lan và tôi đứng bên nhau, ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Cô quay sang tôi, ánh mắt ngời sáng với niềm hy vọng, và tôi biết rằng hành trình chữa lành đã hoàn thành. Tôi đã tìm thấy sự bình yên, tình yêu và cả sức mạnh để tiếp tục bước đi, không phải như một người đàn ông mang vết thương trong tim, mà là một người đã vượt qua, đã trưởng thành và sẵn sàng yêu thương một lần nữa. Tôi nắm tay cô, kéo cô vào lòng, thì thầm: "Cảm ơn em vì đã luôn ở đây, vì đã hiểu và giúp anh tìm lại chính mình." Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi, và tôi biết rằng cuộc sống mà chúng tôi mơ ước đang nằm trong tầm tay. Năm mới bắt đầu mang theo cảm giác về một khởi đầu mới, một chương mới đang chờ đón. Lan và tôi tiếp tục gắn bó sâu sắc hơn. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong hành trình cùng nhau. Chúng tôi đã xây dựng một nền tảng dựa trên lòng tin, sự chia sẻ và một tình cảm chân thành, khiến tôi cảm thấy rằng, cuối cùng, mọi thứ đều trở nên đúng đắn. Nhưng đôi khi, cuộc sống có cách thử thách ngay cả những gì chúng ta tưởng là vững vàng nhất. Chỉ vài tuần sau khi năm mới bắt đầu, Lan nhận được lời mời làm việc ở một thành phố khác. Đó là một cơ hội tuyệt vời mà cô hằng mơ ước. Một vị trí cho phép cô làm những dự án mà cô đam mê, đem đến những thách thức mà cô luôn khao khát. Nhưng công việc ấy cũng nằm cách xa hàng trăm dặm, đủ xa để khiến việc duy trì mối quan hệ trở nên khó khăn. Nếu không, muốn nói là không thể. Chúng tôi ngồi bên nhau trong im lặng vào đêm cô nói với tôi. Sự nghiêm trọng của quyết định này bao trùm không khí giữa chúng tôi. Tôi nhìn thấy sự giằng xé trong mắt cô. Một phần là sự phấn khởi cho cơ hội mới, phần khác là nỗi buồn sâu lắng. Cô muốn theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cũng không muốn rời xa tôi. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng mình yêu cô rất nhiều, rằng cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Anh không muốn ngăn cản em, tôi nói nhẹ nhàng, dù trái tim nhói đau khi thốt ra những lời đó. Đây là cơ hội của em, Lan. Em đã làm việc rất chăm chỉ vì điều này. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu là lý do khiến em bỏ lỡ. Cô nhìn tôi, đôi mắt chứa đựng cả sự biết ơn và đau buồn. Nhưng em không muốn mất anh. Em đã tìm thấy một người hiểu em, một người khiến em cảm thấy trọn vẹn. Và giờ đây, em phải rời xa tất cả những điều ấy. Ý nghĩ rằng cô sẽ đi xa khiến tôi cảm thấy như có một lưỡi dao xoáy vào tim. Nhưng tôi biết rằng nếu thực sự yêu cô, tôi phải để cô đi. Tình yêu, tôi đã hiểu, không phải là sự chiếm hữu hay giữ chặt. Đó là sự cho phép mỗi người tự do phát triển, theo đuổi những giấc mơ của mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đối mặt với khả năng phải chia xa. Có lẽ, chúng ta không cần phải mất nhau, tôi đề nghị, giọng nói run rẩy.
chúng ta có thể thử yêu xa, xem mọi thứ diễn ra thế nào. Sẽ không dễ dàng, nhưng nếu cả hai đều muốn điều này, có thể chúng ta sẽ vượt qua được. Lan gật đầu, nắm lấy tay tôi, đôi mắt sáng lên một chút hy vọng. Em cũng muốn thử, em không muốn mất đi những gì chúng ta đã xây dựng. Nhưng nếu đến lúc nào đó cả hai cảm thấy quá khó khăn, nếu một trong hai người thấy mình cản trở người kia, hãy hứa rằng chúng ta sẽ trung thực với nhau, được không? Tôi gật đầu, lòng tràn ngập hy vọng xen lẫn lo lắng. Chúng tôi đang bước vào một hành trình không chắc chắn, một thử thách cho tình yêu đã được vun đắp qua bao sóng gió. Và dù tôi có sợ hãi những khó khăn sắp tới, tôi quyết tâm giữ chặt lời hứa này, bảo vệ những gì chúng tôi có. Ngày Lan rời đi là một ngày đầy cảm xúc. Buổi sáng hôm đó, chúng tôi ăn sáng cùng nhau trong yên lặng, cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau trước khi cô lên đường. Khi thời khắc chia tay đến, chúng tôi đứng trong ngưỡng cửa, ôm lấy nhau thật lâu, không ai muốn buông tay. Mỗi ngày em sẽ gọi anh, cô thì thầm, giọng nghẹn ngào. Em sẽ về thăm thường xuyên nhất có thể. Đây không phải là lời tạm biệt, chỉ là một chương mới. Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười, dù trong lòng cảm thấy một nỗi đau âm ỉ. Anh sẽ chờ em. Dù em có đi xa đến đâu, anh vẫn sẽ ở đây. Tôi nhìn cô lái xe đi xa dần, cho đến khi bóng cô biến mất ở góc phố, để lại tôi đứng một mình trong sự im lặng ngột ngạt. Sự trống trải dường như lan tỏa khắp xung quanh, nhắc nhở tôi về sự vắng mặt của cô trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi giữ niềm tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua khoảng cách. Những tuần sau đó thật khó khăn. Chúng tôi lập ra một thói quen gọi điện mỗi ngày, chia sẻ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những suy nghĩ và ước mơ. Giọng nói của cô trở thành nguồn an ủi, một lời nhắc nhở rằng cô vẫn ở đó, dù chỉ là qua khoảng cách vô hình. Nhưng khi thời gian trôi qua, thực tế của khoảng cách bắt đầu xuất hiện. Các cuộc gọi trở nên ngắn hơn, vội vàng hơn, khi công việc mới đòi hỏi thời gian và năng lượng của cô ngày càng nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng, khao khát sự hiện diện của cô. Những khoảnh khắc yên bình chúng tôi từng có bên nhau. Có những ngày sự cô đơn gần như không thể chịu nổi, một khoảng trống ngày càng lớn dần theo từng ngày. Nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ lời hứa, dù có những lúc sự nghi ngờ và sự bất định tràn ngập trong tâm trí. Một buổi tối, trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cô, sự mệt mỏi không chỉ vì công việc. Điều này không dễ dàng, đúng không? Cô thì thầm, giọng chất chứa nỗi buồn. Em nhớ anh nhiều hơn em tưởng. Và đôi khi em tự hỏi liệu chúng ta có đang đòi hỏi quá nhiều ở nhau không? Những lời của cô như một cú đấm vào tim, một lời nhắc nhở đau đớn về thực tế chúng tôi đang phải đối mặt. Tôi muốn an ủi cô, muốn nói rằng chúng ta có thể vượt qua, rằng tình yêu đủ mạnh để kéo chúng tôi lại gần nhau. Nhưng một phần trong tôi hiểu rằng cả hai đều đang cảm thấy áp lực, rằng khoảng cách đang làm mờ dần những gì chúng tôi đã có. Anh cũng nhớ em, tôi đáp, giọng trầm buồn. Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại để mỗi người có không gian riêng, để cả hai có thể tìm ra điều mình thực sự muốn. Có một khoảng im lặng dài, nặng nề với những điều không nói ra. Cuối cùng cô khẽ nói, giọng thì thầm. Có lẽ anh đúng, có lẽ chúng ta cần buông tay ít nhất là trong lúc này. Lời chia tay thật nhẹ nhàng, chỉ là một câu nói nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được toàn bộ những gì chúng tôi đang đánh mất. Tình yêu, sự đồng hành, những giấc mơ chúng tôi từng chia sẻ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, đôi khi, yêu thương nghĩa là buông tay, để mỗi người tự tìm thấy con đường của riêng mình. Ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải đối diện với tương lai một mình. Chúng tôi nói lời tạm biệt, một lời chia tay nhẹ nhàng và đầy nước mắt. Để lại tôi với cảm giác trống trải, như thể mất đi một phần quan trọng của mình. Và khi ngồi một mình trong sự im lặng, tôi nhận ra rằng hành trình chữa lành vẫn còn xa mới kết thúc. Vẫn còn những nỗi đau, những thử thách, những giây phút hoài nghi. Nhưng tôi cũng biết rằng mình mạnh mẽ hơn trước, và rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cách bước tiếp. Hành trình tự khám phá mang lại cho tôi cả sự chữa lành và cảm giác thỏa mãn. Nhưng cũng có những lúc sự cô đơn trở nên khó chịu đựng, cảm giác như một khoảng trống vô hình dường như kéo dài mãi mãi. Những giờ phút yên tĩnh buộc tôi phải đối diện với chính mình, đối diện với sự cô độc mà trước đây tôi vẫn thường lẩn tránh. Thời gian trôi qua, tôi dần dần quen với sự cô đơn, học cách chấp nhận nó thay vì sợ hãi.
Tôi dành những ngày cuối tuần leo núi một mình, đọc những cuốn sách mới và khám phá những hoạt động mang lại niềm vui. Đó là một sự thay đổi chậm rãi, một quá trình tự xây dựng cuộc sống mà chỉ của riêng mình. Nhưng ngay cả khi đã tìm thấy một sự yên bình mới, vẫn có những khoảnh khắc mà sự im lặng trở nên nặng nề, nhắc nhở tôi về những điều đã mất đi. Một buổi tối, khi ngồi một mình trong căn hộ của mình, tôi thấy mình nhớ đến Lan và Kelly, về những cuộc sống chúng tôi đã từng chia sẻ, những giấc mơ mà tôi đã từng mơ ước. Tôi nhận ra rằng dù đã chữa lành, một phần trong tôi vẫn giữ lại những ký ức ấy. Không phải vì nỗi nhớ nhung, mà để tôn vinh con người tôi từng là, người đàn ông đã yêu một cách sâu sắc, dù không hoàn hảo. Khi đối diện với sự trống rỗng, tôi nhận ra rằng chữa lành không phải là xóa bỏ quá khứ, mà là học cách sống chung với nó, mang theo những ký ức mà không để chúng định nghĩa mình. Từng trải nghiệm, từng mối quan hệ đã để lại dấu ấn của chúng, giúp tôi trưởng thành hơn. Và trong sự chấp nhận thầm lặng ấy, tôi cảm thấy một sự bình yên nhẹ nhàng, một sự mạnh mẽ, không còn phụ thuộc vào sự hiện diện của ai khác. Vài tuần sau, tôi nhận được một email từ Lan. Cô đã chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống mới mà cô thực sự hạnh phúc và cô muốn gửi lời chào hỏi, không phải vì tình yêu mà vì tình bạn và sự thấu hiểu. Thư của cô tràn đầy sự ấm áp, chia sẻ về công việc mới, những dự án cô đang theo đuổi và những cuộc phiêu lưu mà cô đã trải qua. Một bản sắc của người phụ nữ đã tự tìm thấy niềm vui của riêng mình. Đọc những dòng cô gửi, tôi cảm thấy một chút buồn vui lẫn lộn. Niềm vui vì cô đã tìm thấy hạnh phúc, nhưng cũng có chút nuối tiếc về những điều mà chúng tôi không thể giữ lại. Tôi trả lời cô với những lời chia sẻ chân thành, kể về cuộc hành trình của tôi, về những thay đổi và sức mạnh tôi đã tìm thấy trong chính mình. Những lá thư qua lại giữa chúng tôi không còn là những câu nói yêu thương, mà là lời nhắc nhở của hai người đã từng chia sẻ điều gì đó đặc biệt, và giờ đây vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và lòng trân trọng. Chúng tôi tiếp tục gửi thư cho nhau thỉnh thoảng, mỗi bức thư như một lời nhắc về sự kiên cường mà cả hai đã tìm thấy trong hành trình của mình. Sự hiện diện của Lan trong cuộc đời tôi không còn là một bóng ma của quá khứ, mà là một người bạn thực sự, một mối liên kết chân thành được xây dựng trên lòng trân trọng, không phải là tình yêu còn sót lại. Mùa xuân đến, tôi quyết định thực hiện một chuyến du lịch một mình đến một thị trấn ven biển mà tôi luôn mong muốn thăm. Đó là nơi nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, những bãi biển yên bình và những con đường mòn ngoằn ngoèo, một không gian lý tưởng để suy ngẫm và tĩnh tâm. Tôi dành cả ngày khám phá bờ biển, dạo bước dọc theo bãi cát trong tiếng sóng vỗ, tìm thấy niềm an ủi trong sự bao la của đại dương. Một buổi chiều, khi ngồi trên mỏm đá, nhìn xuống biển, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, tôi cảm nhận một sự bình yên đến lạ. Hành trình đã trải qua đầy khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một nơi mà mình có thể ngồi lại, yên tĩnh, không bị ám ảnh bởi quá khứ, không lo lắng về tương lai. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra rằng mình không còn cần phải đi tìm kiếm hạnh phúc hay tình yêu ở một người nào khác. Tôi đã tìm thấy chúng bên trong chính mình, trong sự chấp nhận lặng lẽ của con người mình, của những điều mình đã trải qua. Khoảng trống tưởng như đáng sợ giờ đây lại là một không gian tràn đầy hy vọng, nhắc nhở tôi rằng cuộc đời là một cuộc hành trình liên tục, không ngừng phát triển, tràn ngập những giây phút vui buồn, đau đớn và sự trưởng thành. Khi trở về thành phố, tôi mang theo sự bình yên ấy trong tâm hồn, một sức mạnh nội tại đã được tôi luyện trong những ngày tháng cô đơn mà tôi từng lo sợ. Tôi tiếp tục xây dựng cuộc sống của mình, đón nhận những mối quan hệ mới, những tình bạn chân thành và những hoạt động mang lại niềm vui thực sự. Và dù đôi khi tôi nhớ đến Kelly và Lan, họ không còn là bóng ma đau thương mà là những kỷ niệm đẹp đẽ, là những chương đã từng giúp tôi trưởng thành. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu mở lòng với những mối quan hệ mới, gặp gỡ những người chia sẻ giá trị và hoài bão. Nhưng lần này, tôi bước vào các mối quan hệ với một trái tim tràn đầy và tự tin, không còn bị ràng buộc bởi những nỗi sợ hay sự không chắc chắn. Tôi biết rằng mình đã đủ, rằng cuộc sống tôi tự xây dựng mang lại cho tôi sự hạnh phúc, bất kể có ai bên cạnh hay không. Khoảng trống mà tôi từng thấy là một nỗi sợ giờ đây trở thành không gian cho những giấc mơ mới, những cuộc phiêu lưu mới, là minh chứng cho sự kiên cường mà tôi đã xây dựng nên.
những trải nghiệm tự khám phá mang đến cho tôi sự bình yên và sức mạnh. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc mà sự cô đơn len lỏi kéo tôi trở lại những khoảng trống ngày xưa. Đêm về, khi tất cả trở nên yên tĩnh, tôi nhận ra rằng có những lúc sự cô độc giống như một khoảng không rộng lớn, một thử thách mà tôi cần phải vượt qua một mình. Dần dần, tôi bắt đầu học cách nhìn nhận sự cô độc này một cách tích cực hơn. Tôi tìm thấy niềm vui trong những hoạt động mà trước đây tôi không bao giờ tưởng tượng mình có thể làm một mình. Những chuyến đi bộ đường dài, những buổi hòa nhạc và cả những khoảnh khắc tự thưởng thức bữa ăn một mình trong một quán ăn yên tĩnh. Cuộc sống không còn phụ thuộc vào việc có ai bên cạnh, mà giờ đây là một hành trình tự mình khám phá và phát triển. Một buổi tối, khi ngồi trên ban công ngắm nhìn ánh đèn thành phố, một cảm giác lặng lẽ và mãn nguyện tràn ngập tâm trí tôi. Tôi nghĩ về Lan và Kelly, về tình yêu đã qua và cả những điều mà tôi đã đánh mất. Tôi không còn cảm thấy giận dữ hay tiếc nuối. Thay vào đó, tôi cảm thấy biết ơn vì những ký ức ấy đã giúp tôi trở thành con người của hiện tại. Một người biết yêu thương một cách chân thành, dám đối diện với bản thân và biết trân trọng những điều mình đã trải qua. Từ thời khắc đó, tôi quyết định rằng cuộc sống của mình không cần phải tìm kiếm một người khác để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tôi đã có đủ mọi điều tôi cần trong chính mình, trong những trải nghiệm mà tôi đã tích lũy được. Và cũng từ đó, tôi nhận ra mình đã sẵn sàng mở lòng, không phải để tìm kiếm tình yêu như một liều thuốc chữa lành, mà như một phần của một cuộc hành trình mới, một chương mới. Vào mùa hè, tôi tham dự một buổi họp mặt do một người bạn tổ chức. Buổi tối hôm đó tràn ngập tiếng cười, âm nhạc và cả những cuộc trò chuyện đầy thú vị. Tôi hòa mình vào không khí ấy, không vì mong muốn tìm kiếm ai đó, mà đơn giản là để tận hưởng giây phút hiện tại, để sống thật với chính mình. Trong đám đông, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ tên là Linh. Cô ấy sở hữu một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp và nụ cười khiến tôi thấy thật thoải mái. Chúng tôi nói chuyện về mọi thứ và không gì cả. Về những cuốn sách yêu thích, những điểm đến du lịch trong mơ và những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Không có áp lực, không có kỳ vọng, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng mang lại cảm giác dễ chịu và mới mẻ. Sau buổi tối đó, tôi và Linh tiếp tục gặp nhau. Tình cảm giữa chúng tôi phát triển một cách chậm rãi, tự nhiên và không mang theo những dấu ấn của quá khứ. Cô ấy có sự nhẹ nhàng như Lan, một sự kiên nhẫn thầm lặng và một năng lượng tích cực, vui tươi khiến tôi cảm thấy cuộc sống tươi sáng hơn. Lần này, tôi bước vào mối quan hệ với một tư duy khác. Tôi không còn tìm kiếm một mảnh ghép để hoàn thiện mình. Tôi đã cảm thấy đủ và trọn vẹn trong chính mình và sự hiện diện của Linh trở thành một điểm nhấn, một sự bổ sung tuyệt vời cho cuộc sống mà tôi đã xây dựng. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui, những dự định và hy vọng, nhưng không còn sự dựa dẫm hay sợ hãi mà tôi từng mang theo trong các mối quan hệ trước. Một buổi tối mùa thu, khi chúng tôi ngồi bên nhau trên ban công, ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn lung linh, Linh quay sang tôi, đôi mắt ánh lên vẻ trầm lặng. "Em thấy anh bình yên," cô ấy nói nhẹ nhàng. Như thể anh đã trải qua rất nhiều và cuối cùng tìm thấy được điều gì đó thật sự quan trọng. Lời nói của cô ấy vang lên sâu trong lòng tôi, nhắc nhở tôi về hành trình đã trải qua. Tôi nghĩ về con người mình trước đây, đầy vết thương và tiếc nuối, và giờ đây tôi thấy mình đã vượt qua, đã trưởng thành và hiểu hơn về chính mình. "Anh nghĩ là vậy," tôi trả lời, giọng khẽ nhưng chắc chắn. "Anh đã học được rằng chữa lành không phải là việc cố gắng quên đi, mà là học cách chấp nhận, mang theo những trải nghiệm với lòng biết ơn và để chúng làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn." Linh gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. Không cần những lời hứa hẹn to lớn, chúng tôi cùng nhau thấu hiểu rằng tình yêu là một hành trình cần sự kiên nhẫn và sự trân trọng từng ngày. Cả hai đều hiểu rằng không có gì là mãi mãi, nhưng điều quan trọng là mỗi khoảnh khắc đều trọn vẹn và thật lòng. Mùa thu dần chuyển thành đông, và chúng tôi tiếp tục viết lên những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình, chia sẻ từng khoảnh khắc với một niềm hạnh phúc giản đơn. Đó không phải là một câu chuyện tình lãng mạn đầy kịch tính, mà là một hành trình của hai con người đã tự tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong chính mình, rồi cùng nhau bước tiếp với trái tim rộng mở. Qua mọi thử thách và tổn thương, tôi đã học được rằng hạnh phúc không phải là tìm kiếm người sẽ hoàn thiện mình,
mà là tìm thấy sự trọn vẹn trong chính mình trước khi đến với ai đó. Sự trống trải mà tôi từng sợ hãi giờ đây trở thành một nền tảng vững chắc, giúp tôi đón nhận mọi thứ với lòng biết ơn và sự bình yên. Và khi tôi ngắm nhìn thành phố lấp lánh trong màn đêm, tôi cảm thấy một cảm giác trọn vẹn và yên bình đến lạ. Tôi đã tìm thấy điều mình cần, một cuộc sống đầy ý nghĩa, một tình yêu chân thành và một trái tim đã được chữa lành. Chương 10. Tiếng vang của sự chữa lành. Mùa đông đến mang theo một cảm giác trong trẻo và yên bình, như thể cả thế giới đã được thanh lọc và tái sinh. Những ngày đông trôi qua lặng lẽ, ấm áp bên cạnh linh. Chúng tôi không cần những lời hứa to tát, không cần sự phô trương hay gắn bó mãi mãi. Chúng tôi chỉ cần có nhau ở hiện tại, biết rằng điều này là đủ để chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Nhưng dẫu cho sự bình yên đã đến, vẫn có những khoảnh khắc khi những tiếng vang từ quá khứ quay về, nhắc nhở tôi về hành trình đã đưa tôi đến đây. Những ký ức về Kelly, về Lan, về những yêu thương đã qua vẫn còn đó. Không phải như những bóng ma đau thương, mà như những phần quý giá trong hành trình trưởng thành của tôi. Chúng là những mảnh ghép đã định hình nên con người tôi hiện tại, một người biết yêu thương bằng trái tim trọn vẹn, không còn sợ hãi sự tổn thương. Một buổi tối mùa đông, khi chúng tôi ngồi bên nhau dưới ánh sáng ấm áp của lò sưởi, Linh quay sang tôi, đôi mắt rạng rỡ và tràn đầy hy vọng. Em cảm nhận được anh đã đi qua nhiều điều và đã tìm thấy chính mình, cô nói khẽ, bàn tay nắm lấy tay tôi với sự ấm áp quen thuộc. Tôi mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cô, lòng tràn ngập sự biết ơn đối với hành trình đã qua. Anh nghĩ là vậy, tôi đáp, giọng nói đầy chắc chắn. Cuối cùng, anh đã học được rằng hạnh phúc không phải là tìm kiếm ai đó để lấp đầy khoảng trống, mà là biết chấp nhận và yêu thương chính mình trước tiên. Linh gật đầu, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng hành trình chữa lành không phải là việc xóa bỏ quá khứ, mà là việc chấp nhận và biết ơn tất cả những gì đã xảy ra. Mỗi tổn thương, mỗi cuộc chia ly, mỗi niềm vui nhỏ bé mà tôi đã từng trải qua đều là những mảnh ghép tạo nên con người tôi hôm nay. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc không phải trong việc trốn tránh những nỗi đau, mà trong việc đối diện và vượt qua chúng. Những ngày tháng tiếp theo tràn ngập niềm vui giản đơn. Linh và tôi tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau mà không có áp lực, không có sự phụ thuộc, chỉ có sự đồng hành và chia sẻ. Chúng tôi cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, nhưng không bao giờ quên trân trọng quá khứ, bởi nó là nền tảng cho hiện tại đầy ý nghĩa này. Một buổi chiều xuân, khi ngắm nhìn những bông hoa anh đào nở rộ ngoài cửa sổ, tôi nhận ra rằng cuộc sống là một hành trình không ngừng thay đổi, một chuỗi những mùa xuân nở rộ và những mùa đông tĩnh lặng. Và tôi biết rằng mình đã sẵn sàng đối diện với bất cứ điều gì phía trước, bởi tôi đã học được cách yêu thương bản thân và chấp nhận tất cả những mảnh ghép tạo nên cuộc đời mình. Linh nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng. Anh hạnh phúc chứ? Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quan tâm. Tôi gật đầu, đáp lại nụ cười của cô. Anh thực sự hạnh phúc. Và điều đó không phải vì em hay vì bất cứ ai khác, mà vì anh đã tìm thấy bình yên trong chính mình. Trong giây phút ấy, tôi cảm nhận được rằng mình đã thực sự bước qua mọi thử thách, rằng những vết thương của quá khứ đã lành lại, để lại trong tôi một trái tim mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương. Echoes of a Broken Heart khép lại với một cảm giác bình yên và mãn nguyện. Không còn sự tiếc nuối, không còn giằng xé, chỉ có sự chấp nhận và tình yêu đối với hành trình đã qua. Tôi đã vượt qua tất cả, những tổn thương, những giây phút đau lòng và cả những tiếc nuối. Và giờ đây, tôi sẵn sàng bước vào tương lai với một trái tim trọn vẹn, không còn sợ hãi. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, khi tôi và Linh ngồi bên nhau, tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một điều vô giá. Một trái tim đã thực sự được chữa lành, một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và một tình yêu chân thành, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Và tôi biết rằng, dù cho cuộc đời có thay đổi, tôi sẽ luôn tìm thấy sức mạnh trong chính mình để bước tiếp, để yêu thương và trân trọng mọi khoảnh khắc của cuộc sống.